Alo, chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những pha tiết quân. Ngày hôm nay bọn em sẽ test một cuộc đối đầu mà có lẽ là anh em rất thường xuyên được nhìn thấy trong các cái trận đấu. Đó là cuộc đối đầu của quẩy đá. Đấy. Ô, vừa xóa mất con quẩy đá rồi. Vâng, cuộc đối đầu của quẩy đá đối đầu với cung rờ lửa. Vâng, cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu mà đưa về thế hết vàng trên bản đồ. Đấy, hết vàng trên bản đồ nên là sẽ phải đánh những cái loại quân không có vàng. Một ông đánh rờ lửa thì ông bên kia muốn chống lại thì phải dùng quẩy đá thôi. Và chúng ta sẽ cùng xem cuộc đối đầu ngày hôm nay sẽ là 200 con cung rờ lửa của Babylon. Lấy loại rờ lửa bình thường nhất, đầy đủ công nghệ. Đấy 4. Và bên này là 250 con quẩy đá của Greg, cũng là loại quẩy đá mắc pin công nghệ. Loại quẩy đá có mắc pin công nghệ. Để từ từ nhá. Thêm lúc nãy bị xóa mất một con cung quẩy đá rồi, bây giờ thêm lại con. Ok rồi. 200 con cung rờ lửa đối đầu với 250 con quẩy đá. Và anh em dự đoán thì kèo này thì bên nào sẽ giành chiến thắng? Đây là rờ lửa của Babylon thôi nhá. Quẩy đá là quẩy đá của Greg. Chúng ta sẽ cùng test luôn. Đưa về thế hết vàng thì liệu sóc quẩy có đánh lại được với rờ lửa của đối phương hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Rồi. Đây là rờ lửa Babylon nhá. Công là 4 cộng 1. Giáp 4 nhưng mà giáp phải không tính rồi. Tầm xa là 7 cộng 3, mắc binh, tầm xa 10. Bên này còn những con quẩy đá của Greg công 5. Chiêng đồng 5. Tầm xa là 4 cộng 2 là 6. Thua 4 tầm xa so với cung R. Nhưng mà quẩy đá ném vào cung R thì được cộng 2 đam nha anh em nhá. Quẩy đá ném cung R thì được cộng 2 đam. Bên này là 250 con quẩy đá và bên này là chỉ là 200 con cung R thôi. Vì là giá của quẩy đá rẻ hơn nên là đang cho số lượng quẩy đá nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng xem cuộc đối đầu này. Hôm nọ có bình luận một trận đấu thì vâng, khi mà thế hết vàng Greg đối đầu với một loại quân hình như là Phoenician thì phải. Thì anh em bảo là tại sao không dùng quẩy đá để chống rờ lửa. Nhưng mà theo em nghĩ là có lẽ là quẩy đá cũng không thể ăn được rờ lửa đâu. Trận đấu đó là ông cầm Greg ông quýt. Thế là mọi người bảo là sao không đánh tiếp, đánh quẩy đá mà đánh tiếp chứ. Hết vàng mà, Greg quýt. Thì chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này thì quẩy đá liệu có ăn được rờ lửa hay không. Hoàn toàn không điều anh em nhá. Không điều cùng rờ nhá. Quẩy đá thì là hết đét điều rồi. Còn cung R thì em hoàn toàn không điều một chút nào cả. Để cho nó bắn tự do. Thế này là thế đời 4. Đánh đời 4 và hết vàng. Đấy. Thường những trận đấu có Greg thường xảy ra cái thế này. Như vậy quẩy đá bây giờ thì không vào đường nữa rồi bởi vì cung rờ còn rất nhiều. Quẩy đá đi đến nơi thì chưa kịp đến nơi thì cung rờ đã bắn. Đây là lợi thế của cung rờ, còn tận 70 con cung rờ cơ. 200 con cung rờ của Babylon đối đầu với 250 quẩy đá của Greg. Và chiến thắng đã có dành cho phía của cung rờ. Và còn lại 70 con quẩy đá. Như vậy cuộc chiến này thì đã có kết quả rồi anh em nhá. Đã có kết quả rồi nha. Cung rờ lửa sẽ là chiến thắng mặc dù là số lượng cung rờ đang ít hơn 50 con. Vẫn thắng nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Đừng quên là để lại comment phía dưới nhá. Về ý kiến về hai loại quân này. Hôm đó là anh em muốn em test thêm các cái loại quân nào đối đầu với nhau thì có thể comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.